Bây giờ chúng ta sẽ đến một phần mà khán giả luôn luôn mong chờ, đó là màng bóc phốt của nhau. Bây giờ hãy chia sẻ cho CJ Thành ơi. Dạ. 10 điều đi. Ôi CJ nghĩ là không bao giờ có thể. Bình thường chương trình chỉ đưa ra 3 điều thôi. Thật chứ là nhiều cặp đôi cũng nghĩ ra một điều nổi ấy. Thôi em nghĩ là em sẽ chọn lọc, em sẽ chọn lấy 3 thật xấu mà nó đáng nói nhất. Đầu tiên là em nghĩ là em chọn yêu vợ em vì vợ em rất là cá tính. Thế sau đấy em về em phải làm quen một tình trạng lúc cãi nhau nó buồn, nó cá tính. Lúc mình mắng nó cũng làm cái mặt ngầu cá tính. Lúc nó tỏ ra muốn làm lành, lúc nó tỏ ra muốn làm lành cái mình, nó ra nó bảo thế bây giờ như nào. Thực sự nhiều khi em cảm thấy là nhiều lúc em chỉ cầu mong là mày hãy yếu đuối cho tao xem. Để bây giờ tao sẽ giang tay ra, tao bao bọc mày, tao sẽ che chở mày. Nhưng mà cũng là nó cũng là mặt cá tính. Em thấy là nhiều khi là thực ra đấy là một vấn đề lớn đấy chị ạ. Mình nhiều khi mà từ những xích mích nhỏ ấy mà mình đã muốn làm lành rồi, chị hiểu không, nhưng mà nhìn cái mặt đó mình không thể làm lành cho nổi. Thế là sau đấy từ việc mình muốn làm lành mình đã phải ra, mình xuống nước rồi, mình không làm lành nổi, tự nhiên mình bùng lên một phát nữa, thế là ít 1,5 lên nữa. Này là em nghĩ là cái việc cun ngầu này là cái việc là em nghĩ là vấn đề tồn đọng. Đấy là cái tật xấu là không nên ngầu quá như thế. Không mình phải buồn. Em thấy là nói em chỉ là không cảm xúc thôi gì. Ông cái này chị hiểu này, chị hiểu này. Ví dụ như chị dỗi chồng nhá, chị sẽ gọi là mặt lạnh đúng không? Chị sẽ nói hết, nói chung là để cho gọi là đối thoại, để cho hiểu nhau hết các thứ. Nhưng sau cái màn đối thoại đó, anh ấy xin lỗi các thứ, nhưng chị vẫn có phải có một cái khâu là lầm lì đã. Xong rồi chồng ra ôm này. Đấy đấy đúng rồi. Đấy. Kiểu à, không nhanh thế đâu, kiểu không nhanh thế đâu. Anh xuôi ngay được, anh phải từ từ, nó phải khó khăn một tí chứ không phải là anh nói vài câu là em xuôi ngay được, vì cảm xúc nó vẫn ở đây. Ok, tật xấu thứ hai thế nào? Tật xấu thứ hai của vợ em là vợ em không tiết chế được cảm xúc của mình lại, có nghĩa là thường vợ em hay cáu. Vợ em một số vấn đề mà em cảm giác là nó không đáng cáu thì vợ em cũng hay cáu. Nên là em thấy cái đấy là nhưng mà cái đấy em thấy từ trước rồi, đúng kiểu trong bún đậu mắm tôm sẽ có thêm một vài tép ớt ở trong đấy, là bắt buộc mình phải ăn thôi. Mình món ăn nó vẫn tổng thể vẫn là món ngon nên là mình chấp nhận. Nên là nhưng mà thì bây giờ thì em thấy là cái tật xấu ấy nếu mà sửa được thì tốt, rồi em cũng mong vợ em sửa tật xấu đấy. Vậy còn một cái tật xấu nữa, mà cái tật xấu này em nghĩ là vợ em không nghĩ là tật xấu, nhưng em nghĩ là đây là tật xấu, vì em có một cái nhu cầu rất là cao giao tiếp với em nói chuyện. Thì ví dụ là vợ em đang nghĩ mà thì cũng nên nói em mặt ư đậm tí để em nghĩ đã rồi em nói. Nhưng em nói chuyện vợ em hay có cái kiểu là ví dụ em bảo là thế chiều nay đi ăn nướng nhỉ, nên là vợ em hay kiểu cầm điện thoại, vợ em không nói gì. Cái quãng thời gian nó phải kéo dài đến 2 đến 3 phút, rồi sau đấy em cũng không biết là vợ em đang có muốn chú ý câu chuyện em không. Rồi vợ em nhiều lần như thế chị ạ, em cảm giác là nhiều khi em nói chuyện với em không nghe mà vợ em nghĩ lâu quá, toàn 2-3 phút xong muốn xong. Nhiều khi nhá em quên cái câu chuyện rồi, vợ em bảo là ừ thế tôi ăn nướng gì cái gì nướng cái gì đấy em không nhá, câu chuyện là bác đi rồi mà em không nghĩ là người ta nghĩ lâu như thế. Lốt chậm. Em không biết đây là tật xấu hay là một cái sự đáng yêu nữa, nhưng mà nhiều khi cái này làm em khá là mất bình tĩnh. Em nghĩ là nếu mà sửa được thì tốt. Ok, đến là Phương nào. Em thì em thấy tật xấu ở trong em là lúc mà bình thường thì có thể rất nhường mình ấy, mà lúc mà đã cáu lên rồi, nóng tính lên rồi là sẽ lại rất khó tiết chế lại được. Đấy là lúc mà đã bùng lên là bùng luôn chị. Đấy thì đấy em nghĩ đấy là tật xấu. Em muốn khai thác thêm về việc Thành làm bố như thế nào. Ok. Cái này chắc là để em kể. Em kể đi. Đúng rồi. Dạ ok. Đấy thì từ lúc em bầu đấy, sáng nào cũng đi mua đồ ăn sáng cho em, nói chung là chăm sóc rất tận tình. Thế em mà không ăn uống được thì buồn đấy. Đấy xong rồi là nói chung là lần nào đi làm về cũng sẽ mua các trở lại hoa quả em thích, xong rồi gói sẵn ra này. Thế em chỉ việc nằm ở trên giường xem phim. Giờ đấy là bên cạnh sẽ có hoa quả được gọn sẵn, nước cam pha sẵn, bánh kẹo em thích ăn cái gì là có rồi đấy. Đấy, chỉ việc ngồi một chỗ và hưởng thụ thôi. Thì cái ngày mà em đi sinh thì sao? Thôi em toàn kiểu nước đến chân mới nhảy ấy. Em đau từ sáng nhưng mà em vẫn chơi, em vẫn ở nhà, răng thang ở nhà từ sáng đến tận lúc buổi tối ấy. Em còn đi ăn lẩu. Ngoài đang vừa ngồi ăn lẩu, vừa khoản em vừa dừng lại. Lại đợi hết cơn khác lại ăn tiếp. Xong rồi đến lúc bố mẹ mọi người các bác gọi điện lên là đi viện ngay cả trưa, mày quặn như thế mà mày vẫn còn ngồi ăn lẩu. Thế thôi phải đứng dậy, thế là em cứ đi được vài bước em lại dừng lại ăn tí, xong lại tí cắn hết đấy rồi lại đi tiếp. Đấy thế là đến lúc mà lên trên xe bắt đầu em thấy đau thật. Đấy là vừa đến cổng bệnh viện phát là bắt đầu cảm thấy sụn lưng đến nơi rồi. Nói chung là em đi ở đẻ rất sát giờ luôn đấy. Đấy, vào nơi bác sĩ ở mở 5 phân rồi lên đẻ luôn. Đấy, thế là vào
vào phòng mổ phát vào phòng đẻ phát 10 phút sau đẻ luôn. Đấy, nhanh lắm ạ. Ừ, khi làm bố thì em có cảm giác như thế nào? Cái lần đầu tiên bế con trên tay em chỉ có cảm giác là sao nó lại bé rồi, chứ em thực ra cái cảm giác làm bố đến bây giờ em mới trải nghiệm cảm giác làm bố một cách thực sự nhất ấy. Chứ còn cái hồi đầu em chỉ là từ bây giờ sẽ có thằng cu ở trong nhà mình phải chăm sóc nó, lo nó các thứ này, và nó rất là bé, sau đó bé này đấy. Sau cuối cùng sau em thấy cũng vui, thực ra cũng vui cũng xúc động, nhưng mà nó không phải là cái niềm xúc động như em tưởng tượng trong đầu đâu, thật sự là nó là như thế. Một quãng thời gian đến bây giờ thì em cảm nhận thực sự rõ ràng được cái việc làm bố thì nó hạnh phúc như thế nào. Vì con em thì càng ngày nó sẽ càng, trẻ con càng ngày nó sẽ càng giao tiếp với một mình từ những hành động nhỏ ấy, là nó nhận ra mình và mình là như kiểu là một cái gì nó đặc biệt nhất với nó ấy. Em có cảm giác là em có thể tự tin nói với Phương ở đây luôn, có nghĩa là con em là nó thích em nhất trên đời, có nghĩa là trong những cái sự vật và những con người khác trên đời là nó thích em nhất. Là em có cảm giác mình rất là đặc biệt, là từ đấy em thấy rất là hạnh phúc. Em chỉ có cảm giác là bố nó thú vị ở chỗ mà mình sẽ phải đi trải nghiệm lại những cái cảm giác nó rất là buồn cười. Ví dụ là nó chỉ ở trên TV và con bọ xít, em biết đấy là con bọ xít rồi, nhưng em bảo con bọ xít giỏi thế. Ở lúc nào nó lại chỉ quả bóng mình, rõ ràng bố biết đây là quả bóng rồi. Mình bảo ui đúng quả bóng rồi, giỏi thế nhở. Đấy bố nhá, nó sẽ phải làm đi làm lại những cảm xúc nó rất là khó hiểu. À, bây giờ xin mời OB xin phép gửi cho hai vợ chồng một bảng có một mặt là một mặt xanh và một mặt là mặt đỏ. Xin sẽ đọc vài câu hỏi, mình đồng ý với câu này thì mình sẽ ra mặt xanh, và không đồng ý thì mình sẽ ra mặt đỏ. Câu hỏi đầu tiên, tôi không ưa người yêu cũ của đối phương. Là đúng là không. Ok, lý do tại sao Thành ơi? Em nghĩ là những người cũ người yêu thì thực ra cũng không hẳn là không ưa, nhưng mà em có một cảm giác em không muốn gặp lại người ta nữa. Còn em thì sao? Em thấy bình thường. Ừ. Em thấy người ta cũng không làm gì xấu với mình cả, thế em tính em thì cũng không hay ghét ai cả. Thoải mái. Câu thứ hai nào, tôi từng mất hứng trong chuyện chăn gối với đối phương. Mất hứng. Thế thì có. Ông này cũng bởi vì CJ cũng nghĩ là bản thân CJ nghĩ phụ nữ nào cũng thế, sau khi sinh một đứa em bé kiểu gì nó sẽ có một cái gì đó kiểu không có đúng rồi, không muốn làm gì và không có nhu cầu. Bởi vì có thể vừa trải qua một cái thời gian với phụ nữ không phải là đơn giản, nó cực kỳ là nói chung là tất cả các bộ phận trên con người nó sẽ kiểu rất là khó chịu với tất cả mọi thứ ấy. Đó, câu hỏi thứ ba, tôi là người hay ghét hơn. Chồng em là kiểu chủ động lắm, biết bao đúng không ạ? Và em thì lại rất nhiều người theo đuổi ấy. Chỉ là em không đồng ý thôi. Vì em sẽ kiểu lựa chọn rất kỹ ấy. Nhưng mà thật sự là lúc đấy em có rất rất nhiều người theo đuổi luôn ấy. Cho nên là lúc nào anh cũng phải trong tình trạng phải giữ em lại. Dạ, chào chị nhá. Chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 ạ. Được vào. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì ạ chị? À, em làm bên nồi thất, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm ạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu ạ? Trung bình thì được 8-9 triệu. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thấy chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, cái điểm yếu à? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi.
Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh là đến với nhau từ năm bao nhiêu, xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2000 à quên 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao thì kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương ấy. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi Tàu em lấy chồng và vào trong này. à? Lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này. Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp rồi cũng À cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về quê làm. Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con định hình lại mấy mẹ con ở. Vâng. À, bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung thì em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc thì nói thôi, công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông này biết chia sẻ với phụ nữ là về không có vũ phu cũng cờ bạc cả được. Rồi chị về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, vậy em không đẹp, em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, phụ thuộc với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đấy. Nhưng em cũng không phải là em phân bì này kia nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng cũng có nhiều cái trời đất, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa nhưng mà được, ý là em chỉ, nếu mà ở miền Nam là được cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá ai nên em mới không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có bay ngược là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? Hai con nó thì không có biết nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói thế nào không ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ À đâu. Nên nhiều khi dẫn tôi vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, dạ trên vâng, đúng rồi. nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á?
nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì tính khoảng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50, 50 là 45 đó. Từ 45 tới nay cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.